Thưa quý vị, với phương châm tu đạo nhưng không đứng ngoài thời cuộc, thời gian qua, Phật giáo Đà Nẵng luôn đồng hành cùng với sự phát triển của thành phố. Mỗi tăng ni, đạo hữu, Phật tử xác định vai trò trách nhiệm của bản thân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu mạnh. Từ ngày thành lập đến nay, cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Đà Nẵng luôn chú trọng thực hiện công tác từ thiện xã hội và coi đó là một trong những hoạt động Phật sự quan trọng. Các chùa, cơ sở tự viện trên địa bàn thành phố thường xuyên triển khai các chương trình nhân đạo giúp đỡ các đối tượng yếu thế trong xã hội. Tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023 vừa qua, tại chùa Pháp Lâm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố đã vận động đồng bào Phật tử đóng góp và trao tặng 1.000 suất quà và 2 nhà đại đoàn kết cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng với tổng giá trị 400 triệu đồng. Với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, các hoạt động xã hội của Phật giáo Đà Nẵng đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Trong cái đồng bào Phật giáo cụ thể ở các chùa và ban trị sự thì cũng rất là chú trọng về vấn đề an sinh xã hội. Ban trị sự cũng có ra những cái văn bản để mà kêu gọi trong các cái lễ Phật đản, lễ Vu Lan, Tết, 3 cái lễ trọng đại đó thì Phật giáo đều có đóng góp những cái chương trình thiết thực. Với tinh thần hộ quốc an dân, Phật giáo thành phố cũng tích cực tham gia các cuộc vận động do mặt trận phát động. Từ các mô hình về bảo vệ môi trường đến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đều có sự góp mặt của các tăng ni, đạo hữu, Phật tử. Đến thăm và chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhân dịp Đại lễ Phật đản vừa qua, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cũng đã một lần nữa ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các chức sắc tăng ni Phật tử trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố, thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó, cộng đồng trách nhiệm với các cấp chính quyền. Chúng tôi cũng tiếp tục mong muốn các quý chư tôn đức giáo phẩm, quý đồng bào tăng ni, cư sĩ và đồng bào Phật tử của Phật giáo thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy những cái truyền thống tốt đẹp của mình, tiếp tục phát huy tinh thần đạo pháp dân tộc xã hội chủ nghĩa để mà cùng đoàn kết đồng thuận, cùng ủng hộ với thành phố trong cái chủ trương phát triển của mình. Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 2022-2027. Trong thời gian tới, toàn thể tăng ni Phật tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu với tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, đồng thời phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh.